huấn luyện viên Philip Jozie lối bài trước Indonesia. Sau khi đặt chân đến Indonesia, các thành viên đội tuyển Việt Nam nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh để trở về khách sạn nghỉ ngơi nhằm có thể trạng tốt nhất. Khoảng 15 giờ ngày 19 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Philip Jozie có mặt tại khách sạn 5 sao Le Méridien. Đây là nơi cư trú của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu ở vòng loại World Cup 2026 với Indonesia. Tối 19 tháng 3, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho cuộc đối đầu với chủ nhà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nhà cầm quân người Pháp quyết định cho các học trò tập kín nhằm đảm bảo sự tập trung cũng như các tin tức liên quan đến chiến thuật của đội. Đây là điều cần thiết, bởi lúc này không chỉ truyền thông Việt Nam, các phóng viên Indonesia cũng đang rất muốn đến ghi hình và quan sát đội tuyển Việt Nam tập luyện. Theo kế hoạch, buổi họp báo trước trận đấu sẽ diễn ra vào buổi trưa ngày 20 tháng 3. Cũng trong thời điểm này, huấn luyện viên Philip Jozie sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu trong trận gặp Indonesia.